các 4 cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam, Hoa hậu nào đắc sâu nhất? Năm 2023, Việt Nam tổ chức 4 cuộc thi Hoa hậu lớn bao gồm Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Miss Grand Việt Nam, Miss Go Việt Nam và Miss Earth Việt Nam. Thế nhưng chỉ hai Hoa hậu trong số 4 cuộc thi là đắc sâu còn hai cô còn lại thì tuyệt nhiên vắng lặng. Top hai đắc sâu chính là Lê Hoàng Phương Miss Grand Việt Nam và Bùi Xuân Hạnh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Hai nàng hậu này không chỉ chạy sâu trong nước mà còn cả ở quốc tế. Lê Hoàng Phương có chuyến công du tới Thái Lan và Indonesia trên cương vị Á hậu 4 Miss Grand International 2023. Xuân Hạnh cùng CEO Bảo Hoàng xuất hiện với vai trò khách quý tại đêm chung kết Puteri Indonesia 2024. Xuân Hạnh còn vinh dự ngồi kế đường kiêm Miss International 2023, sự thiệt sau đăng quang với cả Miss Sáp và Miss Cham. Miss Earth Việt Nam, Đỗ Lan Anh tuy trong nước cô vắng mặt tại hầu hết các sự kiện lớn, nhưng cô lại công du đến Philippines trên cương vị Á hậu hai Miss Earth. Cô còn xuất hiện trên một số đài truyền hình của Philippines. Vắng sâu nhất có lẽ chính là Miss Go Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vì sau phát ngôn gây tranh cãi cô đã lui cung sau đó đi Úc du học nên cũng không xuất hiện tại sự kiện nào. Nói chung mùa Hoa hậu năm nay, thành công nhất là Hoa hậu Hoàn Vũ và Miss Grand Việt Nam. Ý Nhi về nước, liệu có tạo nên kỳ vọng thành tích mới cho Việt Nam? Như vậy là Huỳnh Trần Ý Nhi sắp về nước sau thời gian học tập ở Úc. Sau những ồn ào phát ngôn chưa chuẩn mực hậu đăng quang Miss của Việt Nam 2023, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi sang Úc du học từ tháng 11 năm 2023. Thời gian qua, nàng hậu thỉnh thoảng sẽ cập nhật cuộc sống, chuyện học hành tại nước ngoài trên mạng xã hội. Vào dịp Tết Nguyên đán 2024, Ý Nhi không về nước vì lịch trình học tập bận rộn, cho đến mới đây, Hoa hậu Ý Nhi được công bố là một trong những hoa hậu á hậu góp mặt trong sự kiện giải chạy marathon của Sen Vàng. Phía đại diện truyền thông cho biết sẽ chia sẻ thông tin thời điểm cụ thể Ý Nhi về nước trong thời gian tới. Câu hỏi đặt ra là sau tất cả mọi chuyện Ý Nhi có tạo nên sự kỳ vọng thành tích mới cho Việt Nam tại Miss Cua sau Mai Phương. Trước đó, Quỳnh Nguyễn Mai Phương được xem là một trong những đại diện mạnh nhất của Việt Nam tại Miss School vì trình tiếng anh khủng và gương mặt đẹp. Thế nhưng cô nàng lại dừng chân đáng tiếc tại top 40 Trung cuộc. Nếu đặt lên bàn cân ý nhi với Mai Phương thì rõ ràng cả hai là sự bù trừ cho nhau. Ý nhi tuy không có trình tiếng anh đỉnh cao nhưng lại có ngoại hình sáng và kỹ năng kết quắc rất tốt. Đây là điều mà Mai Phương bị thiếu. Với sự bù trừ này, liệu ý nhi có khiến dân tình quay xe ủng hộ và ghi điểm trong mắt giám khảo Miss Hua? Dụ tin nữ hoàng drama trở lại với âm nhạc. Phải chăng nam em đã chữa lành thành công? Mới đây, Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã đăng tải thông tin đáng mừng với công chúng. Cụ thể cô đăng tải khoảnh khắc ở trong phòng thu cùng bạn trai Bùi Hữu Cường. Phòng thu này nằm ở Đà Lạt, nơi mà nàng hậu và bạn trai dọn về sinh sống và chữa lành. Người đẹp cốc Tiền Giang còn hào hứng chia sẻ kèm dòng trạng thái quay lại với âm nhạc nào. Không dừng lại đó, nàng hậu còn đăng tải nhiều clip nhằm bật mí với khán giả cô đang thu âm một ca khúc mới. Tuy đã lâu không hát lại, nhưng giọng hát của nam em vẫn ấm áp, dịu dàng như thuở ban đầu. Ngay sau đó, bài đăng của nam em nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả phần lớn nhiều người bày tỏ thái độ vui mừng khi nàng hậu đã thay đổi và mong ngóng sản phẩm mới của người đẹp. Qua lần trở lại với âm nhạc này, có thể thấy quyết định rời thành phố về quê của nam em và bạn trai là hoàn toàn đúng đắn. Nàng hậu đã thay đổi và trở về tính cách dịu dàng đàm thắm khi xưa, chứ không còn là một nam em ngày nào livestream với những chuỗi drama. Nam em từng có thời điểm gây chấn động truyền thông khi lấn sân sang thị trường âm nhạc, cô gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát ngọt ngào như chữa lành cho người nghe. Vì không phải xem vai trò ca sĩ như một cuộc dạo chơi mà nàng hậu đã thu về về thành công vang dội với những động thái mà nam em mang đến người hâm mộ rất hy vọng có thể thấy lại một nam em xinh đẹp với giọng hát truyền cảm ngày nào